Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con LG Wing của em. Hiện tại thì cái con Wing này đang chạy cái Android 11 rồi nha các bác. Đây, các bác có thể thấy. Đây các bác. Thì hiện tại con Wing của em ấy đang chạy Android 11 rồi. Thì trước đây em cũng đã có một cái clip mà hướng dẫn các bác xóa cái đồng hồ đôi ở trên cái bản Hàn ấy. Thì thời đấy nó chỉ là Android 10 thôi. Thì bây giờ em sẽ thử xem là liệu lên Android 11 ấy thì nó có xóa được không nhé. Thì đây. Thì trước đây ấy, đây này các bác nhìn này này. Em đã có một cái clip mà hướng dẫn các bác là xóa đồng hồ đôi trên Android 10. Thì đây, đây là cái hướng dẫn nó rất là tỉ mỉ đây, nó cũng rất là dễ thôi. Thì em sẽ thực hiện lần lượt các bước ở đây xem nó liệu có áp dụng được trên 11 không nhé. Đây, trước tiên thì các bác tải cái app set set exit này trên set play. Đây các bác chờ em tí. Các bác sẽ phải tải cái app set exit. Đây rồi. Thế này em sẽ đặt nó ra. Cái clip ấy nó sẽ khá là dài nha các bác, chú ý xem cái này thì các bác thông cảm nhé, và từ từ, cứ từ từ sẽ thành công thôi, không 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 có gì đâu. Thì em đã tải xong rồi đây. Thì đây, tiếp theo ấy là sẽ bật cái tùy chọn nhà phát triển. Thì em sẽ cho rộng rộng cái camera ra. Bật cái tùy chọn nhà phát triển trên trên điện thoại. Thì đây các bác, bật cũng dễ thôi. Các bác vào cài đặt, các bác vào phần hệ thống. Đây này. Các bác vào cái phần, nếu như các bác chưa thấy cái các tùy chọn nhà phát triển ấy như trên máy em đấy, thì các bác vào phần giới thiệu điện thoại này. Các bác vào cái phần phần mềm này, thông tin phần mềm này. Đó, và các bác nhấn 7 lần vào cái chỗ tạo số này nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy các bác thấy không? Của em thì đã nhấn 7 lần rồi nên không cần thiết nữa. Bác quay lại. Thì các bác vào cái phần tùy chọn nhà phát triển nhá. Đây. Đó thì ở trong tùy chọn nhà phát triển này các bác bật mấy cái như kiểu là AOM này, bật lên này. Đấy, các bác bật cái quan trọng là cái gỡ lỗi USB này này. Đấy, các bác bật lên nhé. Bật cái này lên là được. Đấy, cái phần gỡ lỗi USB là quan trọng nhất, các bác bật lên là được. Đó là xong. Bước thứ hai đã xong nhé. Rồi. Bước tiếp theo ấy là các bác phải cài cái driver này. Thì đây. Chạy cho gần lại tí. Đấy, thì bác thấy đấy. Cái driver em đã để ở đây rồi, và em cũng sẽ để nguyên cái hướng dẫn này ở dưới phần mô tả nhé, và các link driver các thứ đều ở dưới đấy hết. Thì các bác kích vào cái link driver. Thì thực ra ấy, thì bác nào ấy mà làm nó không thành công ấy thì em thấy đa số là đều là do cái bước cài driver này nó chưa đủ hoặc thiếu cái gì đó thôi. Tất cả ngay từ cái việc mà xóa đồng hồ đôi này, rồi game tuner, rồi KDZ các thứ đều là do các bác là cài thiếu cái này thôi. Thì đây, trong cái phần cái màn hình nó hơi nháy, các bác thông cảm nhé. Ở đấy thì ở trong cái driver này, nếu như bác nào mà không không tải được ấy, thì các bác nhớ này, các bác copy đây này. Nếu như các bác nào mà không tải, nhấn vào đây mà nó không ra này, mà không tải được ấy, thì các bác thứ nhất là tải bằng cái PC nhá, tải bằng máy tính ấy thì nó sẽ dễ nhất. Còn mà cái này mà các bác tải bằng cái điện thoại của các bác cũng không dùng được đâu, cho nên là các bác cứ lấy máy tính mà tải nhé. Thì tải này nó cũng dễ thôi. Đấy thì các bác cài lần lượt các driver ra này, từ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. Đấy, và cái driver fastboard nữa các bác cũng cứ cài nó ra. Đấy thì từ 1 đến 5 này các bác cài được cái nào thì cài nhá, cái nào không cài được thì thôi, không sao cả. Thường thường em hay bị lỗi cái số 3, số 4 này này, à số 3 này này. Hay cái lỗi cái số 3 này. Đấy. Thì các bác không cài được thì thôi, không sao cả. Đấy. Nhưng quan trọng nhất là cái driver fastboard này này. Đấy thì em cũng đã tải về rồi đây. Đấy, cái này thì cứ tải về, em tải về em đã để chỗ này rồi này. Các bác chờ tí. Đây, em cài về em để chỗ này rồi. Phần mềm này. LG này. Ô, cái đèn nó nháy quá nhỉ. Đó. Thì đây, cái phần fastboard rồi. Ủa, đây đây. Thì đây này, em tải về và em đã giải nén ra đây rồi này. Đấy, tải về và đã giải nén ra đây rồi. Đấy, cái fastboard này không biết các bác có nhìn rõ không, tại vì em thấy là cái màn hình hơi nháy thôi, cái đấy các bác thông cảm nhé, tại vì em đang quay ở cái điều kiện nó khá là kém, cho nên là các bác thông cảm. Thì đây, cái driver fastboard sau khi các bác giải nén ra ấy thì các bác sẽ có hai cái thư mục là
Windows 32 bit và Windows 64 bit. Đấy. Các bác thấy không? Thì các bác kích vào, thường thường là các bác đang dùng Win ấy, đa số là Win 64 bit. Win 32 bit này bây giờ cũng ít người dùng lắm. Thì bây giờ đa số là sẽ dùng cái Win 64 bit này. Đấy. Thì các bác cắm vào này, các bác cắm cái dây kết nối từ máy tính vào cái con Win nhá. Đấy, cái con Win em này các bác nhìn thấy không? Nó đang vẫn có hai cái đồng hồ đôi nhá. Thì em cắm rồi đấy, em vào em để đây. Đấy thì các bác cắm vào và các bác chọn chọn chuyển tệp cho em nhé. Đây này, các bác cắm vào này. Đấy, các bác cắm vào này, các bác chọn phần chuyển tệp cho em nhé. Đây này, đấy các bác luôn luôn chọn cái chuyển tệp cho em nhé. Đấy, chọn chuyển tệp. Rồi ok. Để đây. Sau khi cắm vào các bác chọn chuyển tệp nhé. Rồi các bác tạm thời các bác vào nhấn vào cái phần Z computer này, nhấn chuột phải mà này. Đấy, nhấn vào chuột phải nhá, các bác chọn cái phần manager này. Manager này, đấy các bác chờ một tí, máy nó sẽ load tùy máy chậm máy nhanh mà. Đấy các bác chờ tí, đấy. Khi mà nó ra cái phần manager này rồi thì các bác chọn vào phần device manager này. Đấy. Các bác nhấp vào một cái. Rồi, thì trong này ấy, trong này này các bác nhìn này này. Trong này ở cái phần port đây này, nghĩa là cái cổng ấy. Đấy các bác nhấn đây này. Đấy, ra thì nó sẽ ra cho các bác là một là cái Intel này thì là của sẵn ở máy rồi, hai là cái phần LG này này. Đấy thì đây chính là cái cổng của cái máy LG nhà mình. Thì nếu như mà bác nào ấy mà nó chưa ra như này, nó chưa ra như này nhá, thì có nghĩa là cái máy PC của bác nó chưa nhận hoàn toàn cái điện thoại của các bác. Đấy, mà nó ra là hình như em nhớ không nhầm ấy, nó là cái từ Android mà nó có cái dấu gạch màu vàng ấy, cái dấu chấm than màu vàng ấy, có nghĩa là nó đang bị thiếu driver ấy. Thì các bác nếu mà nhìn thấy cái chữ mà Android mà cái có cái biểu tượng chấm than màu vàng nữa ấy, thì các bác nghĩa hiểu nghĩa là nó chưa cài được cái driver chưa đầy đủ nhá. Đấy thì các bác nếu mà gặp hiện tượng đấy thì các bác nhấn chuột phải vào, ví dụ như đây, nhấn chuột phải vào này. Đấy, các bác chọn cái phần update driver này. Đấy, các bác chọn update driver này. Đấy, thì nó sẽ đưa ra cho bác cái bảng này. Thì các bác chọn vào cái phần bên dưới. Đấy, các bác chọn phần bên dưới nhé. Đấy, thì nó sẽ yêu cầu các bác là tìm cái thư mục mà các bác để cái phần driver 64 bit như các bác như nãy em để chỗ này này. Đây, các bác chờ tí. Đây này. Đấy, đây này. Em để ở đây này. Đấy, thì các bác tìm đến cái phần đấy nhá. Đấy, các bác chọn vào Browse này. Đấy, các bác tìm đến cái chỗ mà các bác để ở để cái phần các bác tải về đấy. Thì em để ở ổ G này. Đấy, ở chỗ Hồng Phúc này. Ở chỗ phần mềm này. Ở phần mềm chỗ LG này. Đấy, và chỗ driver fastboot này. Đấy, thì đây này. Đấy, các bác thấy không? Thì nó sẽ cho các bác hai thư mục, một là Win 32, một là Win 64 bit ở chỗ này. Không biết các bác nhìn rõ không? Em thì em thật cảm giác là vẫn nhìn được. Thì cái clip khi mà quay như cái này nó hơi 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 mờ ấy các bác hết sức thông cảm và nhìn kỹ là sẽ ra thôi. Bác để độ phân giải cao cao lên ra thôi. Đấy thì như máy em là dùng Win 10 nhá. Của em đang dùng Win 10 và là bản 64 bit thì em sẽ chọn cái này. Đấy và chọn này mà các bác nhấn ok. Ok, đấy. Các bác nhấn ok và các bác chọn next. Ở dưới này các bác chọn next. Đấy, là tự động. Đấy, các bác theo là tự động cái PC nó sẽ update cái Win cái driver của LG Win 64 bit nhá. Đấy, cái bước đấy nó nhiều bác không biết, nhưng mà thực sự là cái này nó họ cũng chỉ trên mạng nhiều lắm, nhưng các bác nhiều khi không để ý. Các bác cứ thấy lỗi này lỗi kia, nhưng mà em thấy đa số là do driver hết thôi. Đấy. Rồi ok, thì đấy là cái bước cài driver đã coi như xong. Đấy, thì cái driver ấy thì cái phần tải về lúc nãy thì em cũng có trước đây này. Thì đây này, driver này. Đấy, nói chung là các bác thấy không, máy tính nó hơi chậm. Chậm quá. Đấy, nó loát hơi chậm. Đấy thì các bác đây tải các bác tải về lần lượt nhé. Các bác cài 1 này, 2, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy. Trong này em cũng có hướng dẫn, nó có hướng dẫn hết rồi này. Đấy các bác cài tất cả đấy. Xong thôi. Đấy và cài xong rồi các bác khởi động lại máy tính phát đã nhá.
các bác khởi động lại máy tính phát cho nó nhận đầy đủ nhé. Còn máy của em thì em cài hết xong hết rồi, cài từ trước rồi cho nên là nó em cũng cài mấy cái driver ở đây thôi, em không cài thêm cái nào cả đấy, cho nên là các bác chỉ cần cài đây là ra là xong thôi đấy. Rồi ok, coi như là cái bước tải driver đã xong nhé. Các bác chú ý nhé, các bác nào không làm được thì các bác nhớ là xem lại cái driver của mình thôi đấy. Thì đây bước 3 cài driver đã xong đấy. Rồi bước thứ 4 này, bước thứ 4 thì là cắm cắm cáp kết nối với điện thoại vào PC chạy CMD. Thì đây các bác chạy CMD như thế nào, thì đây này các bác vào cái phần cửa sổ nhé. Các bác thậm chí nếu các bác cái này hơi 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 dài dòng thì các bác nhấn, nó đơn giản thôi, các bác nhấn cái phím cửa sổ và cái chữ R nhé, chữ R đấy, nó sẽ ra cái này, nhấn phím cửa sổ và chữ R nó sẽ ra cái này, và các bác gõ vào là CMD, C M D đó, các bác nhìn thấy chưa, các bác gõ là CMD và các bác chọn OK đó. Đấy nó sẽ ra cái cửa sổ màu đen xì này cho các bác đấy. Cái này em hướng dẫn rất là cụ thể nhé, từng bước một nhé. Và em cũng nói luôn với các bác là em cũng chưa thử đâu, cái này em làm hoàn toàn theo cái hướng dẫn này nhé, và cũng chưa thử phát nào luôn để xem nó có thành công hay không đấy. Và các bác copy cái bước 5 này, copy dòng lệnh này dán vào CMD đây, dòng lệnh này này các bác copy vào đấy. Đó rồi ok chưa, các bác copy vào sao chép rồi bác vào CMD hôm nãy các bác paste vào đấy, các bác nhấn chuột phải nó tự động vào luôn đấy. Và các bác nhấn thì xem nào, có phải đúng xong chưa đấy, sau khi đấy copy dòng lệnh vào CMD và các bác nhấn enter đây nhé, có như này rồi, các bác nhấn enter, em nhấn enter này, 1 2 3 nhấn đó, nhấn enter rồi đấy, đấy nó chạy đấy, đấy à, nó nhấn này, nó chạy này này đấy đấy. Nó hình như có lỗi gì đây này, driver các thứ này đấy, please các thứ này đấy, chắc là như nó phải phải mở cái điện thoại lên. Cái bước này các bác nhớ mở điện thoại lên nhé đấy. Cái bước này ấy, các bác nhớ này, ở cái bước này nhé em copy lại này, ở bước này các bác phải nhớ mở điện thoại lên và nó sẽ cho các bác một cái gọi là cái dòng lệnh để các bác đây này, nó sẽ hiển thị một cái thông báo như thế này đấy, và các bác phải nhấn vào cái luôn chọn luôn cho phép này này. Đấy ý là nó muốn máy tính ấy, nó muốn cho các bác, muốn bắt các bác là cho phép nó truy cập vào cái điện thoại của bác, thì các bác nhấn các bác nhớ này đấy, các bác cho phép nó đấy và ok đấy, nhấn vào đấy nhá, rồi ok luôn cho phép rồi đấy, rồi ok sao nó không cho quay lại nhỉ, rồi ok mình nhấn luôn cho phép rồi và làm lại phát nữa nhé, làm lại vẫn là cái lệnh đấy thôi, enter phát nữa. Vẫn lỗi à? Nói chung là hình như vẫn lỗi chứ các bạn. Làm lại nhé. Bây giờ em sẽ rút ra. Hình như vẫn lỗi sao vậy? Rút rút cái dây này ra. Rút ra này và cắm lại này. Cắm lại này. Đấy. Đấy, đây này, đây này, đây này, rút ra cắm lại này. Các rút ra cắm lại này, lúc nãy em nó không cho cái từ cho phép này này các bác, ngoài nó chỉ có mỗi cái chỗ luôn cho máy luôn cho phép thì thôi, cho nên là nó không có từ mình để mình cho phép này, cho nên nó bị lỗi đấy. Thì bây giờ các bác tôi nhấn lại nhé, chọn tích vào đây và các bác chọn cho phép đấy, ok rồi. Các bác nhớ cứ để cái máy điện thoại nó sáng nhé, em sẽ copy lại một phát nữa đấy, copy lại nhé, ấn enter đấy, xem nó đâu rồi, nó chả có cái tác dụng gì nữa các bạn, lại phát nữa nào, hình như có vẻ ok rồi đấy. Bây giờ thử lại phát nữa nhé, tắt cái CMD đi, tắt tắt CMD đi, làm lại phát nữa xem nào. Đấy, CMD rồi, làm lại CMD, rút điện thoại ra phát nữa, rút điện thoại ra phát nữa này, cắm điện thoại lại này xem nó có cái gì không. Đó, rút ra điện thoại rồi nhé. Rồi copy cái dòng lệnh lại nãy vào. Đấy, enter. Đấy, bây giờ như thế này thì nó chả báo cái gì nữa các bạn. Nó chả báo gì nữa, trên điện thoại nó không báo cái gì nữa luôn. Trên điện thoại cũng không báo gì luôn. Đấy, rồi coi như như thế này em cũng thực sự là em cũng không không nhớ rõ nó là cái nó là đã được ok chưa. Đấy các bác nhìn thế này. Thôi rồi, bây giờ sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo xem thế nào nhé. Đấy, rồi, tiếp theo này.
sau khi chạy thành công cái dòng lệnh trên rồi ấy, thì mở cái app set edit trên điện thoại đấy, và coi như cái đoạn này thì xong rồi nhé các bác, xong rồi nhé. Và bây giờ em rút 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 sửa cái ấy ra, cái dây cắm vào máy tính ra đây, các bác, em cho ra một tí này, rồi em xong rồi nhé các bác. Thì bước thứ sáu ấy là các bác mở cái app set edit lên, set edit này đấy, ok. Cái gì đây, hình như nó báo cái gì đó, hơi kệ mẹ nó đi. Rồi bây giờ là chọn một cái app Scootape này này, cái chọn cái dòng thứ hai này, mấy các bác có dùng nhìn thấy không, cho gần gần vào tí nhé. Đấy, cái dòng thứ hai này nhá, đấy chọn này. Rồi khi mà chọn được dòng này rồi, các bác tìm đến cái dòng Roaming Dualog, Roaming Dualog nó sẽ ở phần dưới dưới này, Roaming Dualog nó sẽ hơi nhiều đấy các bác, từ cho các bác chọn nhé. Roaming Dualog đây đây này các bác, nhìn thấy không, các bác sẽ thấy được cái dòng Roaming Dualog này đấy, cái dòng Roaming Dualog này nó đang là bằng không này, các bác nhìn thấy không, không biết các bác nhìn thấy không đấy, bằng không này, các bác nhấn vào cái Roaming Dualog đấy, Roaming Dualog nó bằng không nhé, và các bác sửa lại cái giá trị không đấy thành một. Đâu rồi, sửa đâu, edit này, các bác nhấn vào edit vlog này đấy, nó đang là không đúng không, các bác sửa lại thành một một rồi, và các bác save lại à. Đấy, cái Roaming Duolock nó đã thành thành một rồi đấy. Đấy, xem nào, xem tiếp theo là cái gì nào. Chọn lưu lại rồi. Như vậy là đã xong đấy, như hướng dẫn như thế là xong. Như thế là xong rồi các bác. Thì bây giờ sẽ thử thử tắt màn hình đi xem là nó đã còn một cái đồng hồ chưa. Đấy, đấy các bác, đã xong rồi này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Như thế này là đã thành công rồi này các bác. Trên vậy có nghĩa là trên Android 11 cũng dùng được y chang như thế nhé. Đây này, nó đã còn một đồng hồ thôi, đồng hồ Việt Nam đó thôi. Bây giờ tiếp theo ấy là các bác muốn di chuyển cái đồng hồ này ra giữa. Đấy, di chuyển ra giữa nhé. Thì các bác khởi động lại điện thoại. Khởi động lại điện thoại nhé. Đây, em sẽ khởi động lại điện thoại. Cái bước này hoàn toàn không cần dùng đến máy tính nữa nhé các bác. Từ nãy giờ em rút máy tính ra rồi nhé. Rồi, khởi động lại điện thoại này. Đó. Em đã khởi động lại điện thoại một tí. Các bác chờ tí nhé. Đấy, clip nó sẽ khá là dài. Các bác nào muốn làm thì bình tĩnh thôi. Tất cả đều phải từ từ hết các bạn. Rồi, các bác chờ tí nhé. Em đang khởi động lại điện thoại đây. Cái con Wing này nó khởi động lại nó khá là lâu các bạn. Tiến trình 7 nanomet đấy, nhưng mà thứ nhất là khởi động lại khá là lâu. Và load cái chương trình sau khi khởi động lại cũng rất là lâu luôn. Các bác cứ chờ tí mà xem. Đây này, em không tua đoạn này nhé. Các bác biết biết xem mà nó khởi động lại như thế nào. Đấy là cái máy của em cũng không dùng nhiều ứng dụng mấy đâu. Đấy, các bác thấy không? Nó chỉ có một đồng hồ nữa thôi này. Đấy. Nói chung, thực sự các bạn, em làm thì làm thế thôi. Ví dụ cho các bác thôi, chứ thực ra em vẫn đang thích để cái hai đồng hồ hơn. Em cảm giác trông nó cân đối hơn ấy. Với lại cũng ít khi là em phải phải mở cái điện thoại ra để nhìn nhìn giờ ấy. Tại vì bình thường như này đã có giờ rồi mà các bác, nhìn nó có always display này, này nó có giờ đấy, nghĩ khi em phải mở cái này ra mới nhìn được giờ này, các bác không cần thiết đấy, cho nên là đây là chỉ là làm ví dụ thôi, và các máy khác cũng làm thế nhá. Rồi đấy, em mở này ra à, con quên này, nó load ứng dụng này rất là lâu luôn, các bác nhìn thấy không, load đấy, nó load rất là lâu luôn. Rồi ok, load xong rồi nhá. Thì bây giờ ấy là cái bước mà muốn chuyển cái đồng hồ này ra ngoài giữa, thì các bác lại vào cái app đấy thôi, lại vào cái app set edit và các bác từ em đọc một tí nhá. Vẫn là chọn cái tab đấy thôi và tìm cái dòng Luxen Clock. Đấy, Luxen Clock. Và bây giờ là vẫn chọn cái tab số 2. Tab số 2 này nhá. Tab số 2. Rồi. Và tìm cái dòng Lux Screen Clock. Đây, nó sẽ hơi hơi bị dài đấy, Lux Screen. Đấy, Lux Screen các bác từ từ mà tìm thôi. Các bác chờ tí nhá. Lux Screen. Đấy này, nó sẽ rất là nhiều dây, nó sẽ là nhiều dòng lắm. Đâu rồi? Lux. Đây, chắc nó đoạn này này. Đây. Đây các bác nhìn này này. Lux Screen Lock Tapper. Đấy, những cái hướng dẫn này em sẽ để hết ở cái phần mô tả nha, các bác cứ bình tĩnh thôi. Đây em sẽ đang tìm nó đây. Lux Screen rồi, đây Lux Screen Tapper. Đây. Các bác thấy không? Đây nó đây rồi nè. Lux
lock chứ. Lock screen lock này, clock này, tapper này. Đấy, cái nó đang giá trị bằng 0 này. Các cụ nhấn vào nó. Đấy. Đấy, nó đây này. Và các bác thay đổi cái giá trị này từ 0 thành 4 hoặc 5. Đấy, từ 0 thành 4 hoặc 5. Thay đổi thành 5 luôn nha các bác. Đó. Thay đổi thành 5 luôn. Đấy, em thay đổi thành 5 luôn nhá. Save lại. Rồi. Thì xem nó có ra giữa không nha các bác. Đấy. Ok. Tắt này. À, chưa ra giữa các bác nhé. Chưa ra giữa. Chưa ra giữa. Thành 5 rồi, kiểm tra lại phát nữa nhé. Thành 5 rồi mà vẫn chưa ra giữa. Lúc đầu. Đây, thành 5 rồi đấy. Đấy, nhưng mà chưa ra giữa thì thử khởi động lại một phát. Đấy. Các bác chưa thành công đúng không? Nó em bây giờ nó chưa thành công, nó lại khởi động lại phát nữa xem nó có ra giữa không. Đấy. Khá là lâu nha các bác, cứ bình tĩnh nhé. Cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. À, hết sức bình tĩnh thôi các bạn. Khởi động lại xem nếu như mà cái cách cái bước số 8 này mà chưa được ấy. Đó thì các bác sẽ còn một số cách nữa, em sẽ làm tiếp theo. Chờ tí. Nếu như không được thì mình sẽ làm một số cái nữa. Đấy thì đây này, đồng hồ nó ấy rồi. Nó vẫn ở đây thôi. Nó vẫn ở đây các bạn. Nó chưa được. Đấy vậy là cái cách mà em để ở cái phần mô tả sẽ phải sửa thôi. Ở của cái clip cũ ấy sẽ phải sửa thôi. Cách đấy không 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 đưa đồng hồ ra giữa được. Đây các bạn. Nó vẫn ở mé này. Đấy, nó vẫn ở mé này. Rồi ok, thì bây giờ ở em có lưu lại một số cách mà các bác đã làm ấy. Các bác tìm ra cách đây này. Đây này, như thế này này. Đã tìm ra cách cho đồng hồ ra chính giữa. Đấy. Cái này cũng giống của em này. Đấy, chỗ này là như em vừa làm rồi đấy, không được. Đấy. Cái cách này không được nha các bác. Cách khác xem nào. Đây này. Đây này, muốn chuyển trên 40 trên V40 đây bác này hướng dẫn một cách nữa này. Thì muốn chuyển đồng hồ ra giữa cũng khởi động lên điện thoại này vào app set exit này, chọn đây này, chọn đấy rồi đổi giá trị thành 2, đổi thành 2 nhá. Đấy, đổi thành 2 này. À, lại cho nào, đổi thành 2 chẳng nhẽ lại vẫn không làm được à, thành 2 bây giờ em coi như em đã khởi động lại rồi đấy, lại đổi thành 2 thử xem, các bác cứ phải thử hết mọi cách thôi. Em đang đổi thành 5 thì giờ đổi thành 2. Đó, thành 2. Ok. Rồi, thành 2 rồi. Xem nó có ra giữa chưa. Ôi, ôi nó như thế nào đấy các bác? Ôi, nó nó củ chuối chưa này các bác? Từ từ đã, em tắt, em xóa cái tin nhắn này đi đã. Xóa cái tin nhắn này đi. Đây này. Nó ra như thế này rồi các bác. Buồn cười quá. Đây nó ra như thế này này. Thứ bảy mùng 1 tháng 1, ôi nó rất là củ chuối, rất là xấu như này này. Đấy và cái đồng hồ nó ở đây. Đấy như thế là chuyển thành 2 nhé, nó vẫn như này. Nhưng mà có thể là đang lỗi gì đấy, lại khởi động lại phát nữa các bác. Lại khởi động lại phát nữa xem thế nào. Mình đang rảnh mà. Rồi. Lại phải khởi động lại cái nữa. Xem nó có như nào nhé. Đấy. Nói chung là em thấy là đúng là cũng có bác dùng có kiểu là nó tùy máy hay sao ấy các bác. À, con Wing này hay là con nào đấy nó muốn ra giữa ấy. Đấy, thì các bác cứ cứ thử mấy cách xem thế nào. Đấy, ở trong clip này em sẽ thử mấy cách mà em đã biết nhé. Và nếu mà không được ấy, em sẽ tạm thời dừng clip để em tìm ra cách. Nếu mà tìm được cách thì em sẽ quay clip lại. Mà nếu mà không được ấy, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cách để cho đồng hồ và cả lịch ra giữa ấy. Thì em sẽ hỏi ý kiến các bác xem là bác nào dùng con nào thì dùng cái lệnh nào, dùng cái số mấy đấy. Thì bây giờ đây cái đó bằng 2 ấy thì nó như này đây, nó đúng là lệch ra giữa thật nhưng mà nó to và nó xấu quá, to và xấu. Rồi ok, xem còn cách nào nữa không nhá, các bác chờ tí để loa tiếp. Rồi ok, em sẽ vào lại cái
cái hướng dẫn nữa. Cách một thì không thành công này, cách hai này chuyển sang hai thì nó cũng thành công đấy, nhưng mà nó xấu á. Tiếp theo này, một này nè. Cái này thì lại nó không phải là cái cách điều chuyển ra giữa các bạn. Đây chỉ là cái cách mà nếu như mà các bác dùng V50 mà các bác dùng bản S ấy. Đấy, mà các bác không tìm thấy, nếu mà các bác sửa bằng cái dòng roaming dual lock ấy mà không được ấy. Đây này, không được ấy. Không sửa đồng hồ đôi được ấy thì các bác đấy, các bác thay đổi. Đấy. Đấy, các bác sẽ tìm cái dòng SKT này. SKT roaming roaming dock là lock này. Đấy, cái này thì dùng cho riêng cho cái máy V50 bản S nhé. Đấy. Các bác chú ý nhé, các bác nào mà xem clip của em thì hết sức là phải chú ý. Đấy, thì đấy hiện tại thì là đúng là không hết hết cách rồi. Thì em sẽ vào lại cái app Set Exit nữa. Set Exit lại và em sẽ là vào lại cái Set Exit này nhé. Và em sẽ mò tiếp nhé. Em sẽ mò tiếp xem là cái phải dùng cái số nào thì nó mới hợp lý nhé. Thì hiện tại cái này em cũng chưa biết mà, cho nên em phải ngồi em mò tiếp và nếu mà thành công thì em sẽ quay lại clip cho bác xem tiếp nhé. Bác chờ một chút. Ok. Rồi ok các bác. Thì từ nãy đến giờ em mò quá trời luôn nhưng mà vẫn chưa thành công các bạn. Cái đồng hồ ấy khi mà để cái giá trị nó bằng 2 ấy, thì nó ra như này. Đấy, nó cũng rất là xấu, nó cũng rất là lỏng ngoằng. Đó, và đây em có một cái nữa. Đây là để ở giá trị bằng 1. Đây này. Giá trị bằng 1 nhá. Đó. Đó. Thì đây các bác, để cái giá trị bằng 1 ấy thì đồng hồ nó nhỏ hơn và nó ở vị trí này. Nhưng mà thỉnh thoảng ấy nó bị cái lỗi phông này, các bác nhìn thấy không? Nó bị lỗi cái hiện tượng mà nó bị bóng ở dưới ấy. Đó thì cái này thì các bác cứ chuyển đi chuyển lại mấy cái xong xong khởi động lại là nó hết thôi. Này, ví dụ em chuyển nó về không xem nào. Đó. Chuyển nó về không này. Đấy, chuyển nó về không thì nó hết này. Đấy thì nó hết này. Đấy thì nó hết như này. Đấy, tiếp tục là chuyển nó về một xem nào. Đó, chuyển nó về một. Bố ấy sao máy tính rồi 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 con nói à? Ừ. Đó, các bác nhìn thấy không? Đã chuyển nó về một ấy này. Nó hết cái bóng rồi đây. Cứ chuyển đi trở lại thì nó cũng hết bóng thôi. Thì các bác nhìn đây này, thì ở cái số chuyển về một ấy thì đây các bác nhìn thấy đấy, Con này ghế đây. con về đi đấy, thì nó tạo thành một cái nhỏ như thế này, cái nhỏ nhỏ hơn, nghĩa là cái phông chữ nó nhỏ hơn và nó lên cao một chút đấy. Và em cũng đã thử 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 các thứ rồi các bác này, các bác nhìn đây này, em đã thử thành chuyển thành năm luôn các bác, chuyển thành năm luôn không được luôn. Chuyển thành năm luôn nha các bác. Như nãy em cũng đã chuyển rồi thì phải. Đấy thì em chuyển thành năm rồi thì nó vẫn không được. Đó thì nói chung là bác nào mà có cách nào đó chuyển được về giữa như thế thì các bác comment ở phía dưới cho em nhé. Tại vì em mò từ nãy giờ không được, vì cái trình độ của em nó cũng có hạn. Thì các bác nào mà em hiểu cái này thì các bác giúp đỡ anh em LG nhé. Rồi ok, chào các bác.